Đó, mọi người thấy không? Hiện tại thì em Mai đang ngồi trên một siêu phẩm đến từ Honda. Đó là một dòng xe Vios 150 nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo nha các bạn ơi. Hiện tại dòng xe này đã bỏ mẫu rồi, bên ngoài đã bỏ mẫu rồi và rất là hiếm hàng luôn. Nhưng mà hiện tại cửa hàng em Mai luôn có. Tại sao? Tại vì cửa hàng em Mai là cửa hàng nhập khẩu chuyên tất cả dòng xe như thế này luôn, nhập khẩu Indo. Nên là rất là nhiều những cái mẫu Vios 150 này hiện tại nhà em vẫn đang còn nha mọi người. Số lượng thì vẫn có hạn thôi. Và giá bán đương nhiên là cái hàng gì nó hiếm thì tất nhiên là giá nó sẽ cao. Giá hiện tại của Vios 150 trong đầu tháng 5 là 69 triệu đồng thì giá này em Mai đã bao VAT. Và nếu như các bạn mua góp ấy, thì tục chỉ cần là căn cước công dân gắn chip và đủ 18 tuổi. Nếu mọi người có thêm bằng lái xe hoặc là bảo hiểm y tế thì mọi người cầm đến giúp em Mai nha các bạn. Và đó, hôm nay thì em Mai lên siêu phẩm đó là một em xe màu vàng cát. Màu này sẽ là màu jean nha các bạn. Còn nếu như mà mọi người muốn lên siêu phẩm màu sơn 3D thì cứ liên hệ với em Mai nha. Đó, hiện tại thì em thấy Vios 150 này mọi người lên màu 3D rất là nhiều luôn. Đó, màu vàng cát. Thật ra là em để ở bên ngoài cửa hàng nó sẽ hơi bị bụi một chút, nhưng mà không sao mọi người, hàng zin nguyên zin, chưa bóc tem, chưa ra biển số bất kỳ một gì hết, vẫn đang có giấy xuất xưởng đăng kiểm tại cửa hàng. Nên các bạn ơi, nếu mọi người muốn kiểm tra thì qua cửa hàng em sẽ cho mọi người kiểm tra luôn nhé. Đó, một siêu phẩm từ Vios 150. Nhưng mọi người thấy là Vios 125 nhà em đang có rất là nhiều màu sơn 3D. Tại vì 150 thì em thấy là hàng hiếm, nên là có thể là các anh chị cô chú là sẽ thích những hàng hiếm này thì sẽ thích giữ nguyên cái bản chất, cái bản zin của nó. Nên là em chưa có sơn 3D nhiều nha mọi người. Nhưng mà nếu mọi người đặt lịch đặt sơn 3D thì em sẽ có sơn 3D cho các bạn luôn nha. Đó, khi sơn 3D thì em sẽ phủ một lớp nano để bảo vệ màu sơn, nên các bạn cứ yên tâm nha mọi người. Và bên em thì có thu xe cũ, đổi xe mới, có hỗ trợ ship xe toàn quốc trên 63 tỉnh thành luôn. Em nghĩ rằng là những cái dòng xe 150 hàng hiếm này thì ở ngoài Bắc rất là hiếm, miền Trung rất là hiếm luôn. Nên là bên em sẽ hỗ trợ ship xe toàn quốc trên 63 tỉnh thành luôn nha các bạn. Mọi người chỉ cần alo cho em Mai hoặc là nhắn tin vào Zalo của em Mai là 0325333789. Zalo của em Mai là Mai xe máy trả góp Bình Dương, để em Mai tư vấn cũng như là hỗ trợ mọi người về cái vấn đề mua online từ xa. Đó, về ship xe. Ship xe thì em sẽ nhà em sẽ có một cái bên vận chuyển xe chuyên chở, nên các bạn cứ yên tâm nhá. Em sẽ không bỏ xe vào gầm xe xe khách đâu, mà em sẽ bọc xe rất là cẩn thận luôn mà chở lên xe chuyên chở. Đấy, xe chuyên chở thì họ sẽ có trách nhiệm bảo vệ xe của mình và họ sẽ là người đầu tiên đứng ra khi mà xe của mình có vấn đề gì, và họ sẽ thu tiền cho bên em nha các bạn, cứ yên tâm nhá. Và tất nhiên là cái giá phí ship của xe chuyên chở nó sẽ khác với xe khách rồi, nên là các bạn cứ yên tâm nha mọi người. Và khi mà liên hệ với em Mai khi qua cửa hàng ấy sẽ được hỗ trợ từ 500 đến 1 triệu tiền xăng phải đi lại. Ngoài ra sẽ được giảm 50% chi phí khi mà có lắp đặt phụ kiện lên các bạn ơi. Và nếu như mọi người muốn biết thêm thông tin về dòng xe hàng hiếm, hàng tồn, hàng hiếm và hàng rất là hot thế này thì cứ alo cho em Mai để được em Mai tư vấn cũng như là đặt hẹn hỗ trợ các bạn nha. Xin chào.